Nga di tản nhân viên ngoại giao ra khỏi Libya, tin từ Tripoli. Ngày hôm nay, thì Nga đã đưa nhân viên ngoại giao và gia đình của họ ra khỏi Libya sau khi tòa đại sứ bị dân quân tấn công. Phát ngôn viên Alexander Lukashevich của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng thành phần tấn công muốn trả thù cho một sĩ quan Libya bị một người phụ nữ Nga ở Tripoli giết chết. Nhân viên ngoại giao Nga được di tản qua Tunisia trong ngày hôm nay và sẽ về tới Moscow vào ngày mai. Ngoại trưởng Sergei Lavrov đã điện thoại cho Ngoại trưởng Mohammed Abdulaziz yêu cầu bảo vệ an toàn cho nhân viên và gia đình trong lúc qua Tunisia. Vụ tấn công phản ánh tình trạng mất an ninh ở Libya sau 2 năm lật đổ nhà độc tài Muammar Gaddafi và Nga đang gặp nhiều vấn đề trong lúc cố gắng phục hồi lại quyền lợi dầu lửa Libya trị giá hàng tỷ Mỹ Kim. Bản tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết là người phụ nữ Nga ở Tripoli đã bị bắt.